Chiều ngày 23 tháng 10, ông Võ Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết đã bàn giao thi thể hai cha con ông DND, 45 tuổi, trú thôn Bình An ở cùng xã, cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Trước đó, ông D cùng con trai là DDL, 8 tuổi, rời khỏi nhà bằng xe máy vào ngày 20 tháng 10, sau đó bạc vô âm tính. Người thân ông D đã báo chính quyền địa phương tìm nhiều cách tìm kiếm nhưng không thành công. Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể hai cha con ông D nổi lên trên sông Bắc Phước chảy qua địa phương, cách nhau 500 mét. Chiếc xe máy cũng được phát hiện ở bờ sông gần đó. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân, nhận định ban đầu có thể do hai cha con ông D bị rơi xuống sông.